chào các bạn quay trở lại với gian bếp của cô Minh. Trong gian bếp ngày hôm nay thì cô Minh có một vị khách vô cùng đặc biệt, đó chính là Tôm. Xin chào các bạn, hôm nay con đến với gian bếp cô Minh để tập cho cô Minh cái gương miệng. Rồi, cô cảm ơn. Các bạn biết không, khi mà cô Minh biết đến Tôm á, là một bé rất là dễ thương. Khi đến với nhà của cô Minh thì bạn rất thích nấu ăn và bạn cũng rất thích những cái chương trình mà hàng tuần của cô Minh. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một món kem chuối, nhưng mình sẽ có nhiều vị ở trong cái món kem chuối ngày hôm nay. Khi làm kem chuối thì mình sẽ có nhiều màu sắc và nhiều vị ở trong kem chuối, thì tất cả mọi người ai cũng sẽ thấy ngon miệng và thích thú hơn ha. Mình làm món kem chuối ngày hôm nay thì cô Minh sẽ sử dụng đến màu nè và các loại trái cây. Thì bây giờ màu đỏ cô Minh lấy từ cái gì đây? Cherry. Đúng rồi, màu vàng. Cherry. Màu xanh. Lá dứa. Thấy không các bạn, mình sẽ có 3 vị trong ngày hôm nay nhé. Bước đầu tiên thì bắt đầu mình sẽ phải làm nước cốt dừa cho cái món kem chuối của mình. Để làm nước cốt dừa thì mình sẽ cần đó là 150ml nước cốt dừa. Dừa thì cô Minh luôn luôn nói với tất cả các bạn rồi là mình sẽ vắt từ 300ml nước cốt dừa ở nửa ký dừa ra. Ở đây thì mình sẽ vắt là 250g dừa nạo ra thì mình sẽ lấy được 150ml nước cốt ha. Tiếp đến thì cô Minh sẽ cho vào đây là khoảng 30g đường cát, một muỗng cà phê bột gạo, một muỗng cà phê bột năng. Và một muỗng canh nước sữa đặc. Rồi sau khi mà mình quậy đều lên như vậy thì sẽ bắt cái hỗn hợp nước cốt dừa này lên bếp và mình sẽ nấu chín lên. Rồi con khuấy cùng với cô Minh nè. Khi mình nấu nước cốt dừa thì mình sẽ phải quậy cho nó thật là chín và mình phải quậy liên tục để nó không có bị đóng lại nha con. Tôm ơi, bây giờ nó gần được rồi, Tôm để cho cô quậy xong rồi Tôm qua Tôm lột sầu riêng giùm cho cô Minh để ra một cái chén nha. Đúng rồi đó. Rồi bây giờ cái phần hỗn hợp nước cốt dừa của mình nó cũng đã sôi. Tắt bếp, mình sẽ chờ cho nó nguội một tí xíu. Ở nhà con có hay ăn sầu riêng không? Có. Có ăn món gì với sầu riêng nè? Dạ, ăn sôi. Vậy hả? Ngon không? Thích sầu riêng ha. Rồi bây giờ mình làm kem sầu riêng nè ha. Rồi xong rồi. Đó, bé Tôm đã làm xong rồi nè. Bây giờ cô Minh sẽ bỏ nước cốt dừa vô đây và con trộn lên cho cô Minh nha. Rồi xong chưa con? Rồi con đưa cho cô Minh xem nè. Giỏi quá, Tôm đã làm hoàn thành hết cho cô Minh rồi nè. Khi làm đối với cái món nước sốt của cái phần sầu riêng như vậy thì mình nhớ là sẽ tán sầu riêng cho thật là mịn để mình lấy được cái màu vàng. Còn nếu ai thích cái màu kem của mình nó có cái màu vàng đẹp hơn thì mình có thể cho vô một giọt màu vàng nữa nha. Bây giờ thì bắt đầu mình sẽ lột chuối và cắt bỏ vào trong từng cái hỗn hợp nước cốt dừa của mình. Cô Minh để ra đây xong rồi Tôm cắt phụ giúp cho cô Minh nha. Rồi, Tôm cắt vô mỗi cái tô của cô Minh là 2 trái chuối nha. Bây giờ thì mình sẽ múc cái hỗn hợp này vô đây và trong mình sẽ có những cái que kem. Cô Minh sẽ chia sẻ một bí kíp nhỏ là nếu như ở nhà mình không mua được những cái que kem như ở những tiệm của mình hay ăn thì mình sẽ dùng những cái đôi đũa như vậy nè. Cô Minh sẽ dùng kềm cắt ngắn nó lại. Các bạn thấy không? Mình chỉ cần như vậy, bỏ vô đây.
Tôm ơi, tôm rửa tay sạch chưa nè? Dạ rồi. Rồi bây giờ tôm sẽ bóc dừa bỏ vào trong cái khuôn giùm cho cô Minh nha. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ thì cô Minh và tôm sẽ bắt đầu múc kem. Bây giờ thì bắt đầu mình sẽ rắc dừa vào trong cái phần kem nè. Đó, tôm sẽ làm giúp cho cô Minh nha. Đó, mình sẽ để dừa nhiều vô. Rồi, đứng qua đây, bỏ vô. Bây giờ thì cô Minh chỉ còn rắc đậu phộng lên nữa là mình đã có phần kem của mình hoàn thành rồi. Sau khi mình đã cho dừa và đậu phộng vô rồi, bây giờ mình chỉ cần cho vào ngăn đá để thời gian khoảng 4 giờ mình đã sẽ có kem ăn rồi đó. Yeah. Cô Minh đã chắc có kem cho tôm rồi nè. Xin nhanh vậy cô Minh. Cô Minh phải làm sẵn trước để cho tôm có cái dùng thử chứ. Wow, đẹp quá à, cô Minh. Đẹp không? Đó, bây giờ cô Minh sẽ lấy nó ra ha. Tin 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 tin. Rồi, cô Minh để đây. Các bạn thấy không, chỉ cần một chút thời gian nhỏ thôi, các bạn nhỏ có thể cùng với mình vào bếp và làm những món đơn giản. Hãy tập cho các bé vào bếp cùng với cha mẹ của mình nha. Con sao cho con vào bếp nữa nha. Cảm ơn con, cảm ơn Tôm, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chia sẻ kênh bếp của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.